chào các bạn thân mến nha. Mình đi qua một con mương này nữa là tới hồ rồi đó các bạn. Rồi, bữa nay mương có nước nhiều rồi nè. Mấy bữa hổm mình đi á, hôm trước mình đi á thì nó cạn queo rồi, bữa nay nó có nước rồi nè. Rồi sắp sửa tới hồ rồi. Đây, bây giờ đã tới hồ rồi đây. Nước nó lên lớn. Bây giờ nước nó lên lớn rồi nè. Nó vô tới trong nhiều rồi nè. Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay mình lại xuống hồ để lấy trái ca là ba lô nữa nè các bạn ơi. Hôm nay nước lớn quá, nó vô tới trong rồi. Mình đứng dài bị lúng quá chừng. Mà trái hôm nay cũng không có còn nhiều lắm, tại mình cũng đi trễ quá. Ồ, ngay chỗ này cũng sát đường rồi nè. Đó. Người ta đi lấy người ta đi sáng sớm, còn mình đi chiều tối rồi. Thì nước nó vô tới trong rồi. Bây giờ mình chuẩn bị lấy nha. Ông kia ngồi tuốt ngoài đó rồi đó. Đi ra nữa có chừng ở sau lưng có con trái bự lắm kìa. Anh. Anh sau lưng. Nước nó ngập vô trong quá rồi. Đây nữa nè. Thật ra là lấy cái trái này rất là khó nha các bạn. Tại vì mình phải đứng lội dưới sình, lội dưới sình lấy. Cho nên lội chỗ nào mà sình nó nhiều quá là mình bị lúng á. Đó, mình lấy mình để vô trong thùng ha, nghe rạo rạo. Này, vậy chứ trái cũng còn rai rai nè các bạn. Hồi nãy có chỗ thì nó ít, chỗ này thì nó hơi rậm nè, cho nên nó còn nhiều nè. Đằng kia cũng nhiều lắm kìa. Lan đây nhiều nè anh ơi. Lan đây nhiều nè. Chỗ rậm rậm chút nhiều nè. Chỗ trống thì ít chứ chỗ rậm rậm chút nhiều. Tại mình muốn đi muộn chút á, cho trái nó chín đó các bạn. Nó chín mùi thiệt mùi á, thì nó bớt chua bớt chát. Đây nhiều nè. Nè, ngay chỗ mấy cái rậm rậm gốc cây này nó nhiều hơn là phía ngoài trống. Đằng đó cũng nhiều. Nhưng mà đúng ra nếu mà mình xuống sớm á, nhiều lắm nha các bạn. Năm nào mình cũng tới đây muộn đó, tại vì mình cứ chờ cho nó chín á. Với lại lúc trước á, thì mình mắc xúc trái đen với trái đỏ, cho nên không có lấy trái này. Bữa nay trời nắng lắm mình mới đi nè, chứ đúng ra là tuần rồi đi lấy á, thì trái nó nhiều lắm. Nhưng mà tuần rồi á, lại không có rảnh. Còn rừng không. Bữa nay mình xuống đây không có thấy ai lấy hết á, tại vì mình đi trễ quá rồi. Mọi khi á, xuống đây gặp nhiều đông người lấy lắm. Ai người ta cũng lấy trái này á, để dành nấu nước uống trị đường tiểu á các bạn. Năm nào mình cũng đi lấy và mình cũng nói câu này. Chứ mua mắc lắm nha các bạn, ở chợ bán hai mấy đồng ký lần đó. Thì chịu khó đi lấy, năm nào mình cũng đi lấy cả thùng để dành làm xà lách ăn hoặc là nấu nước uống. Đây, chỗ này nhiều nè. Chỗ nào mà nó rậm, nó cỏ nhiều á các bạn. Nè, nhiều ghê chưa. Nè, thằng đây nè, nhiều ghê chưa. Hồi nãy tuốt ở ngoài đầu kia, ít lắm. Ở đây nhiều nè. Dài dài đi lại đằng kia nữa nhiều nè. Dưới trong gốc cây này cũng nhiều lắm nè. Trong trong mấy cái bụi này nè. À, nhiều lắm. Năm nào mình lấy cũng lấy sót, lấy mót ở trong mấy cái bụi này thì còn nhiều. Còn chỗ trống thì không có đâu. Xúc trái hay lấy trái gì cũng vậy, chỗ trống á hiếm lắm, không có có. Thì mình đi muộn thì lúc nào mấy cái chỗ mà rậm rậm này nó cũng có nhiều lắm. Bây giờ mình lấy nha. Mình đeo bao tay thì khó lấy đó. Cho nên không có đeo bao tay. Lấy cho nó nhanh. Bữa nay nó chín tím hết nè các bạn.
chín tím hết. Mình không đeo bao tay thì mình lấy nhanh lắm. Quá chừng ở đằng kia nữa kìa. Rồi thôi, rồi tới là ở đằng kia lấy nữa kìa. Chín hết rồi các bạn ha, chín tím hết. Hồi cách nay hai tuần trước mình có xuống nhưng mà trái nó còn xanh lắm cho nên mình không có lấy. Mình chờ tới trái chín mùi thì mình tới muộn quá thì nó còn ít thôi. Nãy giờ lấy cũng được ít. Thường thường á, cái chỗ này nhiều lắm nè các bạn, cho nên người ta thảy cây ở đây nè, người ta ngồi nè. Đây này cũng còn nhiều nè, thấy không? Còn trái to to không nè, chỗ này mình nghỉ nhiều lắm cho nên người ta thảy cây vô đây, người ta ngồi lấy cho không có bị lúng á các bạn. Trái chỗ này cũng hơi to nè ha, nãy giờ vòng vòng mấy cái bụi này nè, trái to quá chừng luôn. Ở đây máy bay á, bay vòng vòng á các bạn. Máy bay á, cứ bay vòng vòng, bay qua bay lại riết. Mình lấy được nhiêu đây nè, trái cũng tốt ha. Rồi ông xã mình kìa, bò ra gần tới bờ hồ luôn rồi kìa. Chắc chỗ đó không có sình nhiều cho nên ổng ra. Trời ơi, thật ra là đi mình thích đi xuống hồ lắm các bạn ơi. Đi xuống đây á, gió rất là mát, với lại không khí rất là tốt, rất là thoải mái, hít thở rất là khỏe. Mình ở nhà mấy ngày không có đi rừng, thấy nó giống như nó không được khỏe. Ở nhà riết cũng hơi bị khó thở cho nên mình đi ra ngoài, đi rừng hay là đi xuống hồ á, cho mình đổi gió các bạn, đổi gió chút cho tốt cho sức khỏe thôi, với phần lấy trái về nấu nữa nè. Có cái cây ở trong mục á các bạn, người ta bẻ theo như mình nghĩ á nha, tại vì sình quá người ta bẻ vô, người ta lót giống chỗ nãy mình nói á, nó người ta lót để người ta ngồi á nè, quăng đây khúc nè, còn đằng kia 3-4 khúc để lót ngồi, nó không có bị lúng sình á, mình ngồi mình lấy nó dễ hơn ngồi á, chứ khung khung một hồi chóng mặt lắm. Ông kia hồi ngồi hồi đứng. Đây nè, vòng vòng chỗ này nè, sình vậy nè, sao mà không bẻ cây lót ngồi được. Quá trời, phần là vòng vòng ở đây trái nhiều. Trái nhiều mà trái to nữa. Ý là người ta lấy rồi á, mà mình thấy cũng còn nhiều á. Lác đác, nhưng mà mình nghĩ mình lấy ít thôi à. Tại vì bữa nay nước nó vô tới trong đây sình nhiều quá. Ngồi lấy chút xíu mà chóng mặt, tại khum á các bạn, khum riết cái chóng mặt. Xúc trái đen trái đỏ thì không có mệt bằng, không có khó bằng cái trái này. Cái trái này tại vì mình phải lội dưới sình á, mình lấy cho nên mình khum á, chóng mặt lắm. Ông xã mình thì ổng quen hơn mình, tại vì ở Việt Nam á, ổng có đi làm ruộng cho nên ổng quen với sình, còn mình thì dân buôn bán ở chợ, mình cũng có quen loại sình. Nhưng mà qua Phần Lan cũng loại sình đó các bạn, tại vì tự mình muốn thôi chứ không ai bắt buộc mình đâu. Tại vì mình thích đi lấy trái này về mình nấu uống mình đi thôi, chứ đâu ai bắt buộc mình đi lấy này. Đây chỗ này lá nó đỏ hết nè, vừa lá vừa trái. Trái lá nó đỏ hết nha, giờ bắt đầu vô thu rồi, lá đỏ hết. Trái
Vậy tuốt ngoài này cũng có nè, tuốt ở trong này chứ. Còn ở ngoài thì tuốt ở ngoài cũng có. Mấy cái lá đỏ đẹp ghê không. Mình đi tới đây tuốt ở ngoài này xót, người ta lấy xót, còn chỗ này nhiều ghê không các bạn. Chắc người ta đi qua xót, lâu lâu cũng xót một chỗ mớ nhiều 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 vậy nè. Chứ quá trời cái khu bờ hồ này rộng quá, đâu có ai mà lấy hết, không có sót được. Rồi đi tới đây gặp mớ nữa nè, nó sát phía trong nè, người ta nghĩ ở trong không có á các bạn. Đấy, mình lấy nữa. Đấy, bỏ vô xô. Đây, chỗ này có những cái lá đỏ đẹp đấy không các bạn. Mùa thu đến rồi, lá đã đổi màu, rất là đẹp ha, lá đẹp ghê, ra lá đổi màu rất là đẹp. Tất cả đi lội sình đã rồi ra nước quá trời nước chỗ này, khung một hồi chóng mặt quá các bạn ơi, thôi lấy một ít là đi về được rồi. Cũng còn ít quá. Nếu muốn ra mình chịu khó thì mình lấy cũng được, nhưng mà thấy ít quá, gió nắng nhưng mà gió quá, mình khum khum hồi á dễ chóng mặt lắm. Mình lấy được có chút xíu à. Mình không có giác xà lấy được nhiều. Tại khum hồi chóng mặt quá. Đây cũng có một gốc cây nữa nè các bạn. Người ta thảy để người ta ngồi nó không có bị lúng. Còn trái nè, cũng còn trái nhiều lắm kìa, đó, vòng chỗ này, cho nên người ta đi tới đâu người ta thảy mấy gốc cây tới đó. Bây giờ mình mới biết tại bữa nay nó lúng sình nhiều quá. Mình cũng bắt chước lấy cái cây để cho nó không có bị lúng dài, nó lúng dài nó lúng sâu quá mình cũng khó rút chân lên lắm nha. Tuốt đằng đó. Hèn gì bữa nay, năm nay mình lại thấy ủa sao cây nó trong bãi này nhiều quá vậy. Thì ra là sình nhiều quá, nó vô tới trong này, nước nó vô nhiều quá. Và bây giờ mình cũng bắt chước nha các bạn. Mình bắt chước mình đạp lên cái cây này, để dài của mình nó không có bị lúng. Để mình bước ra đây mình lấy đây. Đúng rồi, không có bị lúng. Cũng học được một cách ha. Hồi năm rồi không có cây nào hết á, mấy năm trước. Tại vì nước không có nhiều, nước nó không có lớn vô tới trong đây. Nó đâu lúng đâu các bạn. Nè. Mình đạp lên cái cây nè. Mình đạp lên cái cây thì nó không có lúng dài của mình. Rồi mình ngồi đây mình lấy thoải mái hơn. Từ nãy giờ không có biết kinh nghiệm. Chỗ này người Phần Lan người ta lấy nhiều lắm các bạn. Hôm nay nắng quá trời nắng các bạn ơi, lấy mau mệt quá. Thôi mình lấy được ít thôi, mình nghỉ rồi đi về. Không lấy nổi nữa. Nắng quá, khum mệt quá. Bây giờ bắt đầu mình đi ra nha các bạn. Lấy xong rồi lấy được ít rồi. Không lấy nữa cũng còn nhiều lắm mà không lấy nữa mệt quá rồi. Với lại nắng quá xa nắng luôn. Bữa nay nắng nó ở ngoài hồ trống nè. Bởi vậy lúc trước đi hái măng xì cà, trời ơi nắng muốn điên ngừ luôn. Giờ mình ra đây. Mình đi dọc sát ở trong này nè. Đó, mình đi sát ở trong bờ nè. Ngoài đây thì sình không hả các bạn. Ngoài đây sình không mà mình đi sát ở trong đây thì không có sình. Giờ mình đi ra mình đi về đây. Ông xã mình muốn đi tới tuốt ở đằng kia rồi mình còn đây. Bữa nay nắng rất là đẹp hết các bạn. Mặt hồ nữa kìa. Ôi nắng thật là nắng. Nắng quá nó chiếu xuống thẳng trên mặt mình á. Chịu không nổi. Lấy ít được rồi. Ôi bây giờ vô tới bờ rồi. Vô tới đường mòn rồi. Đây mình lấy được nhiêu đây nè các bạn. Cái xô bên này của mình nè, mình lấy thì nó sạch
rác hơn con xã mình, nhưng mà mình lấy ít hơn tại mình khum không có nổi. Đây, tại nó sình quá nữa. Đây của ổng nè, hơi có rong nhiều ha, nhưng mà không có sao, về mình lựa mình rửa lại. Năm nay lấy ít quá à, không có lấy nhiều, tại vì mệt quá rồi, với sình nhiều quá. Thôi, video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ và tạm biệt hồ năm tới mình sẽ trở lại. Hôm nay là mình đi ngày cuối rồi các bạn. Mệt hả, lội cái sình đi ra là thở quá trời luôn nè. Nói chuyện còn hơi lẹo lử nữa. Ơi, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình ha. Và nhớ cho mình xin một like nha. Và cảm ơn các bạn luôn đồng hành và ủng hộ với mình nhiều năm qua. Bye bye.